Vâng, xin được trân trọng kính chào tất cả anh chị và các bạn. Chúng ta đã quay trở lại với kênh review lời kế của Nhật Tây Audio.com. Thưa anh chị và các bạn, thì ngày hôm nay thì Nhật Tây Audio sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta về một dòng sản phẩm loa karaoke sách tay mini di động nha anh chị nha. Nếu mà anh chị và các bạn chúng ta đang có nhu cầu là mua một chiếc loa karaoke mini sách tay nhỏ gọn để chúng ta đi du lịch, hoặc là chúng ta có thể là đem ra công viên, hoặc là đem theo trên mình á, nhỏ gọn, thì Nhật Tây sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta một sản phẩm rất đáng mua trong năm 2020 này nha. Thì trước mắt anh chị đây là dòng sản phẩm mang thương hiệu đến từ thương hiệu của Bosch XT nha anh chị nha. Thì dòng sản phẩm này có mã số là Bosch XT 101 nha. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi về cái thiết kế của nó như thế nào, và thứ hai thì chúng ta sẽ đi về cái chất âm của nó, và thứ ba thì chúng ta sẽ tiến hành test chất lượng karaoke xem coi nó được như ý muốn của mình không nha. Thì dòng sản phẩm này được trang bị cho mình, đó chính là nhìn vào thì chúng ta nhìn thấy là loa karaoke mini thì chắc chắn là phải có micro đúng không ạ. Thì trang bị cho mình một cái micro không dây nha. Micro này là UHF nha anh chị nha. Đó, anh chị nhìn thấy không ạ? Đây là micro UHF nha, không dây nha anh chị nha. Tiếp theo là trang bị cho mình có cái cục sạc adapter đi theo kèm nha anh chị nha. Và một dây kết nối từ TV vào ha, lấy âm thanh từ TV hoặc là lấy vào từ những cái âm thanh mà truyền âm thanh vào cái loa này thì thông qua cái dây này nha. Thì đây thì đang kết nối bằng Bluetooth nè. Và đây thì có cái remote điều khiển từ xa nha anh chị. Đó. Rồi, đó là về phần phụ kiện của nó. Thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đi về phần thiết kế chi tiết hơn của nó nha. Rút này ra nha chị nha. Thì loa được thiết kế cho mình đó chính là gồm được làm bằng chất liệu. Ở trong đây thì có chất liệu gỗ nhưng mà bao bởi cái màn da ở bên ngoài nha anh chị nha. Đó. Thì giống như cái sợi dây nịt của chúng ta vậy. Thì này, chất liệu chán bên ngoài này thì cũng chất liệu giống như là sợi dây thắt lưng của mình nha. Rồi tiếp theo thì loa được trang bị đằng trước thì có cái màn lưới bằng kim loại màu vàng đồng như vậy nha. Thì cũng là màu bạc vàng đồng nha anh chị. Thì ngay đây thì có bố trí màn hình hiển thị Bluetooth hoặc là USB cũng như là bắc FM nha. Thì chức năng của dòng sản phẩm này thì có thể là kết nối được USB nè, kết nối được Bluetooth nè, kết nối được FM và kết nối được TV nha. Thì trên đây thì cũng có cái lỗ cắm micro có dây nữa. Thì tí nữa tôi sẽ cầm cái máy quay và quay cho anh chị và các bạn chúng ta nắm rõ hơn. Thì chúng tôi nói sơ qua để như vậy ha. Thì ở đây có các nút điều chỉnh là, để tôi vừa cầm máy quay vừa giới thiệu cho anh chị và các bạn đi ha. Và trên đây thì có các nút điều chỉnh, thì anh chị và các bạn chúng ta cũng nhìn thấy ha. Đầu tiên là chữ M ở đây là chuyển các chế độ đó. Thì chúng ta có thể là chuyển qua Bluetooth FM hoặc là chuyển qua USB nha. Rồi các nút tiếp theo là quay dòng bài hát, dừng bài hát và tới bài hát nha anh chị nha. Rồi cái nút ở trên thì nút là volume của micro nha. Thì ở đây micro rất là hút, thì chúng ta mua về thì lưu ý cái micro này rất là hút nên chúng ta chỉ cần mở nhỏ thôi, như vậy thì đủ hát rồi nha. Tiếp theo là âm lượng của echo, tức là độ vang nha anh chị nha. Độ vang của mic nè và delay của mic nè. Ở đây thì có chỉnh cái nút tiếp theo là nút chép của nhạc nha và bass của nhạc nha. Còn đây là cái âm lượng của nhạc, cũng như là muốn tắt nhạc này thì chúng ta giảm về không nha. Tắt luôn cái loa thì giảm về là tắt luôn nguồn nha anh chị nha. Đây có lỗ cắm USB nè, lỗ cắm thẻ nhớ nè, có đèn báo hiệu nữa nha. Còn đây là cái lỗ cắm 3.5 thì lấy âm thanh từ cái TV đó anh chị. Còn cái DC input tức là cái chỗ mà mình để cắm sạc nha. Đó, thì trong bộ loa thì nó cũng có nhiều đó cái nút chỉnh thôi, cũng rất là tiện lợi, cũng không quá khó chỉnh nha. Thì dòng sản phẩm này thì đúng như tên gọi, đó chính là loa karaoke mini sách tay. Thì nó có bố trí cho mình có một cái tay sách nè. Đó. Cầm cũng rất là nhỏ, gọn và nhẹ nha anh chị nha. Đó, đằng sau thì cũng được trang bị và thiết kế cũng rất là tỉ mỉ, nhìn cũng rất là đẹp anh chị ha. Đó. Tuy nhỏ gọn như vậy thôi nhưng mà chất âm nó ra cũng rất là đều. Ở đây có một lỗ thoát hơi nè anh chị, tại vì cái tiếng bass của nó rất là mạnh nha. Đó, tiếng bass rất là mạnh thì có cái lỗ thoát hơi đó anh chị thấy không ạ?
Rồi thì trong video này thì chúng tôi chỉ nói sơ quát qua như vậy thôi, chú ý là mình nghe cái chất âm và cái chất lượng karaoke của nó như thế nào thôi anh chị nhé. Đây, rất là nhỏ gọn, có thể xách tay đi mọi nơi nhé. Vừa nhỏ gọn nè, vừa sang trọng nè, lại vừa đem lại cái cảm giác rất là quý phái cho mình luôn nhé. Rồi chúng ta cắm cái đèn này để tạo hưởng cho nó đẹp nha. Đó, quá đẹp. Bây giờ mình sẽ thử đổi nhiều cái loại nhạc khác nhau nha anh chị nha.
đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà bây giờ lại xa lạ. Con đường tình giờ anh một mình đành lặng lặng thinh nhìn em bước về thì cầm tay vui đùa cùng với anh. Ánh mắt đôi môi ta đã trọn trao nhưng tại sao đến hôm nay lúc hiện tại em đã không còn được nhận ai bên cạnh người tình mà em đã quên rồi để anh quát lên thân mình bỏ đơn côi. Ta đã từng hứa yêu nhau đến muôn đời sau anh và lớn khác sau nhưng hôm nay anh tình phai màu còn gì nữa đâu mà đành buông lời những câu ta phải xa rời nhau nhưng hoa kia dần úa màu trong lòng buồn mỗi khi anh ngắm hoa những dòng lệ rơi em giờ đang khắp đi em chắc chắn sẽ không còn cơ hội đành vậy thế thôi ân tình này vỡ đôi anh chúc em luôn nở nụ cười yên vui. Ta đã từng hứa yêu nhau đến muôn đời sau anh vẫn luôn khắc sâu nhưng hôm nay ân tình phai màu còn gì nữa đâu và đành buông lời những câu ta phải xa rời nhau nhưng hôm kia rằng nó hóa màu trong lòng buồn. Đúng là gọi là như nhỉ? Nhỏ mà có vỏ. Thưa anh chị và các bạn, thì vừa rồi chúng tôi cũng đã tiến hành test chất lượng karaoke của dòng sản phẩm đó chính là Boss System 101 cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta cùng trải nghiệm rồi. Thì ở đây cái chất lượng cho ra phải nói là rất là hay anh chị nha. Thì chúng ta hiện tại thì đang ở trong phòng nên thành thử là cái micro mà nó hút quá thì sẽ tạo ra cái âm thanh bị hú. Nên là thành thử ra là không phải là micro nó bị hú đâu, tại vì chúng tôi đang ngồi sát tường và ngồi sát cái loa nè. Nếu mà chúng ta muốn không hú thì ngồi xa cái loa ra một tí nha. Rồi, cảm ơn chị và các bạn chúng ta đã quan tâm theo dõi video review chúng tôi. Nếu thấy hay và hữu ích thì rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy like cũng như là đăng ký kênh YouTube để mà ủng hộ cho chúng tôi nha. Hẹn gặp lại anh chị trong những video review tiếp theo.